Không phải không nhắc đến sự đóng góp thầm lặng rất quan trọng của ban nhạc của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin tất cả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cảm ơn ban nhạc nhạc sĩ Anh Tuấn đàn keyboard, nhạc sĩ Văn Út đàn guitar, nhạc sĩ Đặng Văn đàn bồ và nhạc sĩ Nam Thanh đàn kìm. Kính thưa quý vị, thể theo yêu cầu của một số quý vị quan khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ anh Kiệt xin mời nhạc sĩ Duy Khôi. Nhạc sĩ Duy Khôi sẽ cùng lên hòa đàn với các nhạc sĩ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời nhạc sĩ Duy Khôi. Kính thưa quý vị, và liên tục chương trình xin giới thiệu đến tất cả chúng ta bài Tân Cổ Giao Duyên Trăng Hờn Tuổi, và xin dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của anh Tấn Hùng. Xin mời anh Hùng ạ. Thank you.
đâu rồi.